Chào các bạn, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại podcast của To Live Simple, tức là hãy sống đơn giản. Chủ đề của ngày hôm nay thì mình muốn nhắc đến đó là 4 mẹo tối giản chi tiêu và tiết kiệm thời gian của các bạn. Phương tiện di chuyển. Mình vẫn luôn đắn đo có nên mua xe hơi hay không? Tại sao mình cần xe? Từ trước tới nay mình vẫn sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong thành phố. Đa phần lái xe ô tô khi có mục đích cụ thể, chẳng hạn như là mượn của người thân trong gia đình hoặc thuê xe khi ra nước ngoài du lịch nếu thật sự cần thiết. Hiện tại thì mình mới sinh con, ban đầu nghĩ rằng phải mua ô tô bằng được khi có con nhỏ. Mình đã từng nghĩ rằng không thể tưởng tượng nổi cảnh phải chạy xe buýt, tàu điện hay bất cứ phương tiện công cộng nào cùng con nhỏ. Nhưng sau khi sinh con rồi, mọi việc lại biến chuyển theo chiều hướng khác so với suy nghĩ trước kia của mình. Thực ra, mua một chiếc ô tô khi sống trong thành phố lớn, đi làm tại nơi đông đúc người chẳng sướng gì đâu bạn ạ. Để mình kể cho nghe tại sao nhé. Chi phí cho một chiếc xe hơi. Khoản tiền mua xe ban đầu này, phí nhiên liệu như xăng, dầu, nước rửa kính, tiền phí gửi xe bên ngoài, lộ phí đường cao tốc, qua trạm, rồi phí bảo dưỡng định kỳ như rửa xe, giặt ghế, bảo quản nội thất xe, chi phí vận hành, dịch vụ, lốp xe cho mùa đông hoặc là hè nếu như bạn ở châu Âu chẳng hạn, sửa chữa xe, phụ kiện cho xe như nước lau kính này, nước phun xe này, tiền phạt, rồi tiền bảo hiểm một hoặc hai chiều, bảo quản xe, kiểm tra hàng năm. Bao nhiêu ví dụ khác nữa, chẳng hạn như là ghế trẻ em, nếu như bạn có con, bộ dụng cụ sơ cứu, bình chữa cháy, tiền vé, chi phí thời gian. Rất là nhiều chi phí phải không? Ngoài những khoản chi phí dài nhiều trên, mình vẫn lưỡng lự một phần vì đang muốn theo lối sống đơn giản và cũng muốn góp phần của mình trong việc bảo vệ môi trường sống xanh. Ngoài những khoản chi phí dài nêu trên, mình vẫn lưỡng lự một phần vì đang muốn theo lối sống đơn giản và cũng muốn góp phần của mình trong việc bảo vệ môi trường sống xanh. Liệu những chiếc xe đẹp óng mượt như Tesla là một giải pháp mới cho người tiêu dùng có mong muốn giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường? Quy mô thị trường xe điện toàn cầu được định giá 125 triệu đô la vào năm 2018 và dự kiến mức tăng trưởng 21,6% từ năm 2019 đến 2025. Những lo ngại về khí nhà kính và khí thải carbon liên tục của ngành công nghiệp ô tô và vận tải đang khuyến khích toàn cầu việc triển khai và áp dụng các phương tiện tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, việc sử dụng ngày càng tăng của dịch vụ di động và chi phí liên tục giảm của pin lithium dung lượng cao do đó làm giảm chi phí của xe. Nói chung, cũng đang thúc đẩy việc sử dụng xe điện tăng lên. Triển khai xe điện đã phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua, với lượng người tiêu thụ toàn cầu đứng đầu là Trung Quốc, này, Mỹ, các nước châu Âu điển hình là Đức, Na Uy hay Hà Lan với số lượng tiêu thụ tăng 44% so với năm ngoái. Chẳng hạn như mua và chạy xe ở Na Uy là một công việc tốn kém. Thuế xe hơi và thuế bảo hiểm kết hợp gần đây được tính trên trọng lượng xe và khí thải. Nó có thể thêm bất cứ thứ gì từ 29 đến 100% vào giá mua, vì vậy chính phủ đã ra nhiều ưu đãi cho công dân khi mua loại phương tiện xe hơi điện này. Chính phủ Na Uy thậm chí đặt mục tiêu yêu cầu tất cả ô tô mới có lượng khí thải bằng 0 vào năm 2025. Để có một chiếc xe hơi không phải là một điều dễ dàng và phù hợp với lối sống đơn giản hoặc tối giản. Vì vậy, mình nghĩ đến nhiều giải pháp khác nhau. Thứ nhất, thuê xe nếu cần. Ở Warsaw, Ba Lan, nơi mình ở có dịch vụ car sharing. Mình nghĩ là nhiều nơi trên thế giới cũng có một dịch vụ tương tự như vậy. Tức là các công ty họ cho mình thuê xe theo nhu cầu, chỉ cần tải một ứng dụng, tìm một chiếc xe của hãng thuê xe gần đó, kiểu như bạn tìm Uber, Grab. Tiền sử dụng tính theo phút dùng. Hiện ở Ba Lan có cả dịch vụ cho thuê xe điện, hoặc những loại xe cũng đa dạng lắm, từ 4 chỗ ngồi đến xe minivan vận chuyển hàng khi bạn cần chuyển nhà này, hoặc mua đồ gia dụng như bàn ghế sofa.
Chủ đề này mình đang viết dang dở khi đại dịch chưa ập đến làm xáo trộn cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới. Giờ đây, mọi người đều phải tuân thủ theo lệnh ngồi nhà, cấm đi lại nhiều. Nên nếu nói về phương tiện di chuyển, có lẽ phải tùy cơ ứng biến thôi bạn ạ. Thay đổi để bắt nhịp với cuộc sống hiện tại. Còn ở Việt Nam ý, thì mình nghĩ xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu của người Việt, chiếm hơn 85% tổng số phương tiện. Để hòa nhập với xu hướng của thế giới, nhiên liệu thân thiện với môi trường như xăng sinh học và điện được chú ý tại Việt Nam. Thực tế, các loại xe sử dụng năng lượng điện đã xuất hiện tại Việt Nam từ hơn 10 năm trước với hai loại là xe đạp điện và xe máy điện. Vào cuối năm 2018, VinFast Clara, mẫu xe máy điện chính thống đầu tiên tại thị trường Việt Nam ra mắt. Clara đã tác động không nhỏ đến quan niệm xe điện của khách hàng Việt. Ngoài ra thì ngành ô tô Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng, chu kỳ này dự kiến còn tiếp tục trong ít nhất là 5 năm tới. Xe điện bảo đảm sẽ đáp ứng nhu cầu thay đổi theo thị trường quốc tế của dòng này. Công ty VinFast thuộc tập đoàn Vingroup đã công bố kế hoạch sản xuất ô tô điện tại nhà máy đang xây dựng ở Hải Phòng. Mẹo thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn để tiết kiệm và theo lối sống tối giản đó là nói về vấn đề thực phẩm. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 1/3 thực phẩm được sản xuất bị lãng phí trên toàn cầu, lên tới khoảng 1,3 tỷ tấn mỗi năm. Điều này cho ta thấy là lượng tài nguyên được sử dụng trong sản xuất thực phẩm bị lãng phí một cách vô ích, gây khí thải nhà kính. Ở các nước thu nhập trung bình và cao, thực phẩm bị lãng phí ở mức độ đáng kể. Ở giai đoạn tiêu thụ có nghĩa là nó bị loại bỏ ngay cả khi nó vẫn còn phù hợp với người tiêu dùng. Nguyên nhân thất thoát lương thực và lãng phí ở các nước thu nhập thấp chủ yếu liên quan đến tài chính, quản lý và các hạn chế kỹ thuật trong mùa thu hoạch, lưu trữ và bảo quản trong điều kiện khí hậu khó khăn, thiếu cơ sở hạ tầng, bao bì và hệ thống tiếp thị. Chất thải thực phẩm ở các nước công nghiệp có thể được giảm bằng cách nâng cao nhận thức của các ngành công nghiệp thực phẩm, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Việc lãng phí thực phẩm không chỉ là sự lãng phí về tài chính, mà còn tạo ra lượng lớn chất thải thực phẩm, một nguồn sinh ra khí methane, góp phần vào biến đổi khí hậu, gấp 21 lần khí CO2, ngoài ra còn gây hao phí số tiền lớn cho việc sử dụng nước, đất đai, lao động, năng lượng và làm gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ước tính, tại Mỹ khoảng 550 tỷ mét khối, nước được sử dụng để trồng các loại rau, nhưng số rau đó không bao giờ đến được tay người tiêu dùng. Theo như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, thiếu nước sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất lương thực, đe dọa tới an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng và là nguyên nhân bùng nổ các cuộc xung đột vũ trang. Vậy chúng ta có thể làm gì để tiết kiệm nguồn thực phẩm và tránh xảy ra việc lãng phí lương thực ở các nước phát triển và giảm nạn đói kém tại nhiều nước như ở châu Phi hay châu Á? Việc thứ nhất mà bạn có thể làm đó là hãy vào trang Save the Food. Trang này dạy cách bảo quản các món ăn như đông lạnh thời gian dài, chế biến các món ăn từ thức ăn thừa, lên kế hoạch trước khi đi chợ mua đồ. Cách thứ hai đó là ủng hộ các nông nghiệp nhỏ thay vào đi mua đồ ăn tại các siêu thị lớn nhất nhì thành phố. Và cách thứ ba đó là tải các ứng dụng như là Too Good To Go để giải cứu các chuỗi nhà hàng, quán ăn bằng cách mua đồ ăn mà họ không kịp bán vào cuối buổi với giá rẻ 50 hoặc 60%. Cách cuối cùng, theo mình thì có thể sắp xếp tủ lạnh một cách quy củ hơn theo kiểu FIFO, tức là First In, First Out, tức cái nào mua trước thì lên chế biến trước, áp dụng các loại đồ tươi chẳng hạn. Nhất là trong mùa dịch như hiện nay, nên xem xét tình hình, tránh fake news, những tin giả như những bức hình chụp các siêu thị bị vơ vét hết hàng trên kệ, khiến dân khắp nơi đổ xô đi mua tranh giành lẫn nhau. Đừng mua quá nhiều so với lượng tiêu thụ của gia đình bạn nhé. Mẹo thứ ba mà mình muốn nhắc đến ở podcast của ngày hôm nay đó là thời gian. Tối giản thời gian cho bạn. Bạn không cần thiết phải sở hữu một chiếc Apple Watch
hay loạt đồng hồ siêu đắt tiền nào khác để giúp bạn có thể ghi lại những bước đi hàng ngày hay nghe một cuộc điện thoại. Sử dụng smartwatch, đồng hồ thông minh, sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho mình. Khi có cuộc gọi, bạn chỉ cần nhấc tay lên và chạm để nhận cuộc gọi, không phải mất thời gian tìm điện thoại đang nằm đâu, nó ở đâu. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem được ai đang gọi mà không cần phải móc điện thoại ra trong túi. Điều này rất hữu ích khi bạn đang họp hoặc có cuộc hẹn, nó sẽ giúp bạn không bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng nào. Smartwatch là một công cụ theo dõi sức khỏe và vô cùng tuyệt vời cho bạn. Thiết bị này có thể ghi lại nhịp tim, số bước chân, số calo đã tiêu thụ trong ngày và nhiều hơn thế nữa, từ đó tổng hợp lại và cho bạn một thống kê cụ thể về tình hình sức khỏe cuối ngày, cuối tháng hay là quý hoặc là cả năm. Đây cũng là một cách đơn giản giúp bạn duy trì thói quen như đi bộ, chạy hoặc bất kỳ một cách nào khác. Hiện tại thì mình dùng một chiếc fitness tracker nhỏ xinh Mi Band 4 của hãng Xiaomi, giá rẻ phù hợp với mọi lứa tuổi. Bạn có thể ghé qua trang tulipsimple.com đọc bài viết này và sẽ có một đường link chỉ dẫn đến nơi mà bạn có thể tham khảo thêm về cái fitness tracker này. Mẹo cuối cùng đó là chi tiêu. Theo mình nghĩ thì tiền bạc luôn là điểm trọng yếu cần nhắc đến cho cuộc sống của chúng ta, một đề tài không thể bỏ qua. Làm thế nào để chi tiêu hợp lý hàng tháng, rồi kế hoạch hàng năm để có thể chi trả cho cả gia đình. Kakaibo, phát âm là Kakaibo, tiếng Anh dịch là sổ cái tài chính gia đình, được phát minh vào năm 1904 bởi cô Hanimotoko, đáng chú ý là nhà báo nữ đầu tiên của Nhật Bản. Kakaibo là một cách tiếp cận đơn giản, không rườm rà để quản lý tài chính của bạn. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của Kakaibo là nó không liên quan đến bất kỳ phần mềm, ứng dụng hoặc bảng tính ngân sách nào như Excel. Bạn chỉ cần duy nhất một cuốn sổ như dạng viết nhật ký hàng ngày ấy. Theo phương pháp Kakaibo, đây là những câu hỏi bạn cần tự hỏi mình trước khi mua những sản phẩm không thiết yếu hay những thứ bạn mua theo cảm xúc nhưng có thể không thực sự cần biết. Tôi có thể sống mà không có vật này hay không? Theo như tình hình tài chính hiện tại, tôi có đủ khả năng chi trả không? Tôi sẽ thực sự sử dụng nó chứ? Tôi có đủ không gian để chứa nó không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó như thế nào nhỉ? Có phải tôi đã thấy nó trên tạp chí? Hay tôi lướt qua nó sau khi lang thang vào một cửa hàng quà tặng chẳng hạn? Trạng thái cảm xúc tổng quan ngày hôm nay của tôi là gì? Bình tĩnh, căng thẳng, vui mừng, thấy tồi tệ về bản thân. Tôi cảm thấy thế nào về việc mua sản phẩm này? Cảm thấy vui vẻ, thú vị, không có gì khác biệt. Và cảm xúc này liệu sẽ kéo dài bao lâu? Theo đó, khi sử dụng thuật Kakaibo, bạn sẽ học được tiết kiệm tiền là tiêu tiền hợp lý. Thay vì nhấn mạnh những thứ bạn không thể chi tiêu vào, hãy chuyển mọi sự tập trung vào những thứ bạn thực sự cần chi tiêu. Một chu trình Kakaibo dựa vào 4 câu hỏi rõ ràng. Câu hỏi thứ nhất, bạn có sẵn bao nhiêu tiền? Câu hỏi thứ hai, bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền? Mục đích của nó là gì? Câu thứ ba, bạn đang tiêu bao nhiêu tiền? Và câu 4, bạn có thể cải thiện bằng cách nào? Là một cuốn sổ ghi chép tài chính, tuy nhiên Kakaibo không đơn thuần chỉ là một sự liệt kê hàng ngày những gì liên quan đến tài chính, thu, chi, nợ. Ẩn đằng sau nó có những triết lý thú vị. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các ứng dụng như Mr. Receipt, tức là hóa đơn đấy. Sắp xếp các hóa đơn chi tiêu hàng ngày bằng cách chụp hình lại mỗi khi mua sắm theo mục như đồ ăn, đồ dùng trong nhà, tiền điện, nước và các khoản còn lại. Sau đó, bạn sẽ có những thống kê hàng tháng, năm, biểu định rõ ràng mức chi tiêu của từng chi mục. Để kết luận thì mình nghĩ tiết kiệm được thời gian hay tối giản chi tiêu hay không đều tùy thuộc vào mỗi con người chúng ta.
Ngoài những phương pháp thô sơ như sổ ghi chép, chúng ta còn có vô số các biện pháp khác nhờ vào công nghệ cũng như sự thông thái của con người thời đại 4.0 thế kỷ 21. Chúc các bạn thành công trong việc tối giản chi tiêu, tiết kiệm thời gian nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của To Live Simple, 4 mẹo tối giản chi tiêu, tiết kiệm thời gian. Mong gặp lại các bạn vào podcast sau nhé. Chúc các bạn thành công trong việc tiết kiệm thời gian cũng như là tiền bạc. Hẹn gặp lại.